Cô xin chào các bố mẹ và các con yêu. Chào mừng các con đã quay trở lại bài học ngày hôm nay. Ở bài học trước, cô cùng các con đã học ghép vần đơn giản với chữ. Chữ gì nhỉ? À đúng rồi, chữ R đúng không nào? Bây giờ cô và các con sẽ ôn tập lại một chút nhé. Cờ, A, sắc, cá. R, O, rô, cá, rô. R, O, hỏi, rổ. R, A, sắc, rá, rổ, rá. Các bạn ghép vần giỏi quá, cô chúc mừng các con. Chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay nhé. Buổi học ngày hôm nay, cô Hường sẽ hướng dẫn các con học ghép vần đơn giản với chữ quờ. Đây là bài 16, trang 24 thuộc cuốn sách Đọc sớm vững vàng, sẵn sàng vào lớp 1. Cô mời tất cả các bạn cùng dở sách ra nào. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con chữ quờ. Chữ này hơi khó, các bạn chú ý uốn tròn môi nhé. Quờ. Các bạn phát âm cùng với cô một lần nữa nào. Quờ. Đúng rồi. Bây giờ các con đã sẵn sàng ghép vần chưa? Let's go. G, O, hỏi, giỏ. Quờ, A, huyền, qua. Giỏ, qua. Quờ, E, sắc, quế. Quờ, A, hỏi, quả. Bờ, ơ, bơ. Quả, bơ. Các bạn đọc giỏi lắm. Chúng ta cùng tiếp tục nhé. Quờ, A, huyền, qua. Quờ, E, quê. Quà, quê. G, O, hỏi, giỏ. Quờ, A, huyền, qua. Giỏ, qua. Chúng ta cùng tiếp nhé. Bờ, A, huyền, ba. Cờ, O, sắc, có. G, O, hỏi, giỏ. Quờ, A, huyền, qua. Quờ, E, quê. Cô Hường đọc lại cho các con nghe nhé. Bà, có, giỏ, qua, quê. Chúng ta cùng ghép vần nào. Cờ, O, sắc, có. N, A, na. L, E, lê. Cờ, O, sắc, có. Cờ, A, hỏi, cả. Quờ, A, hỏi, quả. Mờ, ơ, mơ. Quờ, A, hỏi, quả. Bờ, ơ, bơ. Cả câu này sẽ là: bà có giỏ qua quê, có na, lê, có cả quả mơ, quả bơ. Các bạn đọc ghép vần giỏi lắm. Vỗ tay. Cuối cùng, cô Hường có một câu thơ nhân quả muốn tặng cho các con. Các con cùng lắng nghe nhé. Chăm ngoan lễ phép tươi cười, thầy yêu bạn mến, mọi người đều thương. Câu thơ muốn nhắn nhủ với các con rằng hãy luôn chăm ngoan, học giỏi và luôn luôn nở nụ cười xinh để tất cả mọi người đều yêu quý và giúp đỡ các con thật nhiều nhé. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Bố mẹ nhớ nhé, nếu gặp khó khăn gì trong việc dạy con học chữ cái, hãy vui lòng comment ở bên dưới để được cô Hường hỗ trợ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bố mẹ và các con ở những video tiếp theo. UNESCO Edu, vì một nền giáo dục tốt hơn cho người Việt.